来乐有半天，快乐半天，开心片刻即送回头便知，随便说话快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边与你每天，家中那些温暖从来都不断，全力去做你的完全，人你出发好每一天。Đúng là bực bội. Bạch Thiên Nga trắng đó, phòng tài vụ của mình vẫn còn chưa quản lý tốt, bây giờ còn muốn xen vào dự án chúng ta với ông Quỳnh nữa chứ. Cũng may vợ của anh đầu óc nhanh nhẹn đó, lập tức từ chối dì xin đi. Nếu không á, bà đã cho dễ chen chân vào rồi. Đúng rồi, không lẽ nhờ anh sao? Công lao của mình cũng bị cướp hết rồi, anh còn đứng đó nữa. Nếu anh thông minh bằng một nửa võ sĩ Trân Ni thì tốt biết mấy. Tự nhiên tại sao là nhắc tới võ sĩ Trân Ni như vậy chứ? Nhưng đúng là người ta thông minh hơn anh mà. Em cảm thấy anh không thông minh bằng võ sĩ Trân Ni đó hả? Còn nói sao? Sao vậy? Anh ghen hả? Không phải. Long Lực Sĩ, em nói anh nghe, anh Long Lực Sĩ có một người vợ xinh đẹp Trân Ni như em vậy đó. Có rất nhiều người đàn ông đã phải quỳ ở dưới chân em cũng là chuyện bình thường thôi. Xin anh làm quen một chút đi, nếu không anh cứ ghen như vậy rất mệt đó. Mình là ghen với chính mình nữa rồi. Em à, nếu như hôm trước anh không đi tiệm rượu đó đuổi những người bán hàng giả đi thì anh không biết là em lại phản bội anh như vậy đó. Vợ của tôi á đã rất nhanh đồng ý với tên võ sĩ Trân Ni đó, đã hẹn gặp nhau ở khách sạn rồi. Anh nói tôi có sợ hay không? Và lại tôi không biết cô ấy tới khách sạn đó sẽ đối xử với tên võ sĩ Trân Ni giả đó như thế nào nữa. Mình thật công ngờ, tự mình phải tự thiết kế tạo ra một nhân vật ảo cướp vợ chứ. Em nói cho anh biết nha, anh ở đó nằm mơ. Bản thiết kế của ông Quỳnh đó em bảo anh đi làm, anh làm xong chưa? Còn một chút xíu nữa thôi à. Ngày mai là phải đi họp với ông Quỳnh rồi đó. Anh làm xong phần kế hoạch em còn phải xem mà. Tình phế vật nhanh, còn không mau đi làm đi. Được, bây giờ anh sẽ đi làm liền. Khoan đã. Hả? Đây là phòng làm việc của anh, là em phải đi mới đúng. Hey, anh Long nhỏ, sao đây một mình buồn dữ vậy? Bà Long nhỏ đâu rồi? Hẹn người ta đi ăn cơm rồi. Phải rồi, lần trước không phải là anh muốn kiểm chứng rốt cuộc võ sĩ Trân Ni có thể làm cho anh và vợ của anh khoảng cách gần nhau hơn không? Bây giờ thế nào rồi hả? Hey, lần trước những ký giả đó không phải có hỏi là anh Long nhỏ có phải bị bệnh vô sinh không? Bà Long nhỏ lập tức đứng ra lên tiếng binh vực ủng hộ, nói chồng của cô ấy không phải như vậy. Còn nói dù sinh hay không sinh cũng không ảnh hưởng đến quan hệ. Đúng vậy, chúng tôi nhìn thấy cũng cảm động nữa. Mấy người sai rồi, vợ chúng tôi đã xuất hiện kẻ thứ ba rồi. Hả? Là gì? Ai? Ai? Ai mà dám như vậy? Thì là võ sĩ Trân Ni đó. Anh Long nhỏ, anh không phải là võ sĩ Trân Ni hay sao? Ai nói vậy? Tôi Long Lực Sĩ là Long Lực Sĩ, võ sĩ Trân Ni là võ sĩ Trân Ni. Bây giờ vợ của tôi là tôn sùng anh ta chứ không phải tôi. Anh tự ghen với chính mình sao? Hey, nếu như bà Long nhỏ đã thích võ sĩ Trân Ni đến như vậy, vậy thì anh nên nói rõ với cô ấy, nói mình chính là võ sĩ Trân Ni đó. Anh cũng đúng là suy nghĩ như vậy kìa mà. Vô dụng. Bây giờ võ sĩ Trân Ni trong lòng cô ấy không khác gì với thần đâu. Mặc dù tôi có chứng minh, cô ấy cũng không tin tôi nữa đâu. Nè, lần trước là do điện thoại của anh bị hư mà. Lần này thì khác, có chiếc điện thoại thứ hai rồi. Trong điện thoại còn có lịch sử nhắn tin mà, có phải không? Cho cô ấy xem đi. Không có tác dụng gì hết đó. Kệ đi, anh ta sẽ đối kiện một nhân vật ảo đó, chứng minh anh ta đã suy nghĩ lệch hướng rồi. Dù anh khuyên sao cũng vậy. Cũng đúng ha, mặc kệ thôi. Vậy giờ anh tính sao đây? Tôi muốn giết chết võ sĩ Trân Ni, phải làm cho anh ta ở thế gian này biến mất. Cuối cùng cũng đã ký hợp đồng xong với ông Hoàng rồi. Nếu ba mà biết chắc chắn sẽ khen chúng ta. Cũng là do vợ của anh có tài thôi đó. Đương nhiên, vẫn luôn là vậy mà. Nhưng mà lần này anh cũng có một phần 10 công lao đó. Cảm ơn. Võ sĩ Trân Ni rút cuộc nhắn tin nè. Nói mình nhớ chú ý đi cầu thang, đừng đi thang máy. Sao nói em đi cầu thang? Thang máy bị hư rồi sao? Hư sao? Ủa đâu có, thang máy hoạt động bình thường mà. Không được, anh ta nói đi cầu thang, nhất định là có việc. Đi thôi. Nhưng bây giờ chúng ta phải tới phòng làm việc của ba kia mà. Đi bộ rất lâu đó em. Ok, không sao đâu. Anh không đi đúng không? Em đi.
Alo, Trendy đang đi cầu thang đó, mau chuẩn bị đi. Ừ, tôi biết rồi. Ai dám đổ keo dán sắt ở đây? Không được, phải lo đi gặp ba thôi. Sao anh lại nói tôi đi cầu thang bộ chứ? Có phải anh phá tôi đúng không? Tôi bị người ta đổ bột lên người rồi. Tức chết mà. Em ơi, điện thoại này vừa mới mua mà, em đừng có ném nó đi. Lúc nãy em vừa nhắn tin cho võ sĩ Trân đi, hỏi anh ta là tại sao. Anh xem anh ta trả lời cái gì đi. Tôi rõ ràng đang phá cô đó. Cô tưởng cô là xinh đẹp sao? Thật ra cô chỉ là một bà mập thôi mà. Ngày trước tôi giúp cô chỉ là làm việc mà thôi. Bây giờ tôi sẽ không bao giờ giúp nữa. Như vậy đi. Im đi. Ai nói anh đọc ra vậy? Vậy anh xin lỗi nha. Vậy có phải em là cực kỳ là ghét cái tên võ sĩ Trân đi đó đúng không? Đương nhiên. Làm em ngày trước xem anh ta như vậy thần, thì ra anh ta muốn hại em. Đúng rồi, hắn hại em. Còn nói là em mập nữa, em ốm, em đẹp, có thể làm người mẫu luôn đó. Có đúng không vậy em? Đúng rồi, anh ta bị mù mà. Đi khám mắt đi. Đúng, đi khám đi. Vậy từ nay về sau đừng nói chuyện nữa ha. Để em biết anh ta là ai, nhất định sẽ chặt anh ta làm 10 phần đem cho chó ăn. Anh xin lỗi nghe vợ, anh không phải là cố ý chửi em là bà mập đâu. Nhưng mà anh chỉ có thể làm vậy thôi để triệt để hủy diệt võ sĩ Trừng đi. Ông Tâm lớn không? Ông dùng xong chưa vậy? Dọn được rồi đó. À, vậy được. Trên đi đâu? Sao nguyên cả ngày không thấy nói gì hả? Cô ấy không được khỏe nên ở nhà nghỉ ngơi rồi thưa ba. À phải, có phải bị những cái bột trắng làm dính người không? Dính đến người cảm thấy khó chịu. Cái gì mà bột trắng dính người? Con dâu chị ở cầu thang bị người ta tạt bột trắng, cả người đều bị dính hết. Con của chị không nói chị nghe sao? Có phải là thật không? Dạ đúng. Chị à, sao chị không có địa vị gì hết vậy chứ? Con dâu chị xảy ra chuyện gì con chị không nói chị nghe sao? Sao con không nói với má vậy? Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi nên con không có nói với má đó. Lần này là chuyện nhỏ, Jenny thì hay đắc tội. Lần sau em sợ nó bị đánh sẽ ảnh hưởng đến nhà họ Long chúng ta. Con nên khuyên vợ của mình đi. Anh à, tuần sau ở Ngô Tế Tất có một buổi tiệc dạ hội. Em quyết định sẽ biểu diễn thư pháp. Vậy anh nói IC nói với ban tổ chức trước vậy? Anh à, sao năm trước anh nói là sẽ dắt em đi mà sao năm nay anh lại dắt chị ấy? Xin lỗi nha, anh ấy đã quyết định dắt chị đi rồi, không có phần em. Người ta đã luyện tập che mắt bấm huyệt rồi mà anh. Anh Huy đương nhiên sẽ dắt người có xuất thân tốt đi thôi à. Tại sao lại đưa em đi chứ? Nha chị à, gần đây sao chị xuất hiện nhiều nếp nhăn vậy? Em sợ người ta sẽ nói anh Huy dắt theo bà mẹ đi, không phải dắt người tử tế đi. Anh à, anh xem cô ấy nói kìa. Đừng có bàn nữa, anh đã quyết định rồi, làm sao mới dắt em đi vậy? Anh à, em chút xíu có hẹn đi làm spa đó. Em nghĩ mình nên sửa soạn một chút xíu, hay là anh đi với em nha? Cũng được, hôm đó Đại Đông cũng sẽ đi. Anh muốn ngay cả lên hình cũng phải thắng cái tên đó mới được. Được, vậy chúng ta đi đi. Hai người từ từ ăn đi. Đi từ từ thôi. Chị à, chị từ từ làm, chị có nhiều nếp nhăn vậy rất cần nhiều thời gian la ầm đó. Không có phần em. Con về làm gì cái gì? Võ sĩ Johnny. Võ sĩ Johnny. Johnny, võ sĩ. Võ vậy sĩ gì Johnny. Đương nhiên là con rồi. Nếu như nó biết được con hại nó, còn gọi nó là bà mập, con nghĩ nó sẽ làm gì? Sao dì lại biết chuyện này chứ? Bởi vì điện thoại của con trong tay của dì. Không thể nào. Con nhớ lúc con đem điện thoại đi bán, con đã xóa hết tất cả tư liệu trong đó rồi kìa bà. Còn nữa, dì nhìn thấy con bảo nhân viên bán điện thoại ở đó kiểm tra lại giúp con xem tất cả dữ liệu có bị xóa hết không. Anh xóa hết mọi dữ liệu rồi đúng không? Xóa hết rồi, nhưng anh có thể kiểm tra lại giúp tôi không? Được rồi, không vấn đề. Đưa cho anh nè.
Xin chào anh. Lúc nãy có một anh chàng đem điện thoại đến đây bán, tôi muốn mua nó. Được thôi, 3.000. 3.000? Anh đem giá nhanh vậy, tôi nghe rõ là anh bán 1.000. Vậy giờ có mua không? Được rồi, anh giúp tôi hồi phục lại những tư liệu trong đó, làm phiền. Tư liệu cá nhân của người ta mà. 5.000 đô có được chưa? Nhưng mà vậy thì được đó. Điện thoại ở đâu rồi, bao trả cho tôi đi. Được đó. Tất nhiên là không mang theo con cướp cái gì. Dì hỏi con, đang yên đang lành, sao con phải giả dạng một người khác lừa có vợ con? Có gì con không muốn dì biết, mặc kệ con làm cái gì đi. Đúng vậy, dì cũng không biết. Con ghen cái võ sĩ chân ni đó. Dì cũng không biết con muốn tên võ sĩ chân ni đó biến mất mãi mãi. Cái này mà dì cũng biết luôn sao? Ở trong điện thoại đâu có đề cập tới những chuyện này đâu. Là bởi vì chính tai dì nghe được. Tôi muốn giết chết võ sĩ chân ni, làm cho anh ta ở trên thế gian này không còn hiện diện. Không biết là nếu để vợ con nghe được thì sẽ ra sao hả? Vậy rốt cuộc gì muốn cái gì đây chứ? Con cũng nghe rồi đó. Anh Huy đồng ý là năm nay sẽ dẫn dì đi buổi tiệc Ngô tại thất gia hội, nhưng lại bị mẹ con chặn trước rồi. Dì đột nhiên cảm thấy thế giới tối thui, tâm trạng rất là tệ. Thật sự dì sợ sẽ làm ra chuyện gì. Dì không phải là muốn giao điện thoại của con cho vợ của con chứ? Ý dì muốn con ngăn cản má của con. Nhưng mà lần này do ba con quyết định dẫn má con đi kia mà. Tiết mục chuẩn bị xong rồi, con làm không được đâu. Dì bảo đi con đi. Nói chung nếu con làm không xong thì đừng trách dì sẽ đem điện thoại đó giao cho vợ của con. Dì dám chắc nó sẽ giận lắm. Đến lúc đó con sẽ bị nó chửi mắng một trận nhớ đời. Con nói muốn cầu vợ sinh con là đến nơi này sao? Đúng rồi, pháp sư ở chùa này á linh nghiệm dữ lắm đó. Trong năm không biết có bao nhiêu người đến đây để cầu xin con nữa đó má. Ngày trước á, má còn lo con với Jenny sẽ ngại những chuyện này. Thì ra con cũng quan tâm đến chuyện này, má yên tâm rồi. À đúng rồi, pháp sự này cần làm gì? Đại sư nói là con không thể xin con. Con là trưởng bối trong nhà, tạo nghiệp quá lớn đó. Cho nên muốn má ở lại đây 3 ngày để làm pháp sự giải nghiệp cho con mới có thể giải nghiệp được. Pháp sự làm xong rồi là con có thể xin con rồi đó má. 3 ngày? Nhưng ngày mai má phải đi Ngô tế thất dự tiệc dạ hội, pháp sự đó có thể làm trễ một chút được không? Đại sư nói 3 ngày đó là ngày tốt, rất thích hợp làm pháp sự. Nếu như bỏ lỡ rồi thì phải đợi 5 năm nữa lần đó. 5 năm lâu như vậy hả? Trời ơi, cũng là tại con hết đó. Con vô dụng, ngay cả tới việc sinh con cũng phải nhờ má giúp cho con. Sao có thể trách con được? Đại sư cũng nói rồi, đó vốn là nghiệp chướng của bề trước để lại cho con, cũng là do ba và má đã hại con rồi. Má, con biết là má rất muốn đi dự dạ hội đó, nhưng má mặc kệ con đi, má cứ đi đi. Con sẽ nghĩ cách khác để mà sinh được con đó. Không được, sinh con quan trọng như vậy, má nhất định sẽ giúp con mà. Buổi tiệc dạ hội đó năm nào cũng có hết, má đi ít một năm cũng không có sao. Má nói với ba con một tiếng là được rồi. Cảm ơn má nhiều. Con xin lỗi má nha. Cái pháp sự này chỉ có thể phù hộ gia đình chúng ta bình an thôi, không phù hộ sinh con đâu. Vì hạnh phúc của con và cả vợ con nữa, cực khổ cho má rồi. Cũng đủ người rồi, kêu lên món được rồi đó. Hả, đủ hết rồi sao? Chị cầm đâu? Má của con bây giờ đang có chút việc bận. Má con hiện đang làm pháp sự sinh con đó hả? Dạ phải. Trời ơi, chị cầm cũng thiệt là. Làm pháp sự sinh con tuy là quan trọng, nhưng cũng không thể nào bỏ lại chồng mình. Anh à, cũng may là có em ở đây. Giúp cho gì rồi mà gì còn nói như vậy nữa. Con xem tiết mục biểu diễn hôm qua rồi đó, nhìn thấy gì làm động tác một chân ngựa, con cũng muốn thay gì đổ mồ hôi luôn đó. Con thì nói thay gì đổ mồ hôi, con mập như vậy, dì dẻo dai, thân hình lại nhẹ, cũng không biết có bao nhiêu quan khách mê gì rồi đó, đúng không Vivian? Đúng vậy đó má. Không ngờ xương của má lại có thể dẻo dai như vậy. Đúng, đêm hôm đó dì còn chụp hình với nhiều minh tinh. Anh à, xem có đẹp không? Được rồi, về nhà từ từ xem đi. Ngày mai là chúng ta sẽ hợp tác với ông Hoàng đó làm lễ khai mạc cho thôn nghỉ dưỡng. Hai đứa con có đi hay không? Dạ đi. Đúng vậy con ba. Ngày mai ba có dự án lớn cần phải bàn, hai đứa tụi con thay thế tiếp Long đi dự đi. Lễ động thổ nghi thức có phải là rất vui không, có nhiều ký giả? Không tri thức, thôn nghỉ dưỡng là hạng mục quan trọng năm nay của Tiếp Long chúng ta. Còn với Mét không biết đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết vào đó. Dì muốn đi đó. Hả? Dì muốn đi? Đừng có đi mà. Cái gì không đi được? Con thử không giúp dì xem, dì sẽ vạch trần con. Thật ra thì ngày mai cũng rất là náo nhiệt đó. Dì xin đi à? Hay là ngày mai thì dì cũng đi? Dì?
Thôi dì bận lắm, nhưng dì thấy con có thành ý, dì sắp xếp thời gian đi dự lễ ha. Vậy thì đi chung luôn đi. Cảm ơn anh Quy. Sao lại nói cho bà Thiên Nga Trắng đó đi cùng vậy? Nhất định bà ta sẽ tranh giành cướp công lại của chúng ta. Nhưng lần trước dì ấy cũng tham gia vào các hạng mục, cho nên bảo dì ấy đi chung vậy thôi hả? Sao đột nhiên anh tốt với bà ta? Em cũng không biết anh đang làm cái gì nữa. Chào chà, buổi lễ khai mạc động thổ diễn ra rất thuận lợi ha. Đúng vậy ông Hà, hy vọng dự án thôn nghỉ dưỡng của chúng ta thuận lợi khai mạc đúng thời hạn đó. Được rồi. Chào ông, lâu quá không gặp. Xin chào. Mét đâu? Dì xin đi, con giúp cho dì làm nhiều việc lắm rồi, dì cũng nên biết điều rồi đó. Khi nào dì trả cho con vậy hả? Hai người đó sao lại đi chung với nhau chứ? Trả cái gì, ở đây nhiều người như vậy rất bất tiện. Chú Đu Đủ, con còn trẻ như vậy mà đã vội vàng như vậy sao? Về Hồng Kông rồi dì đưa. Nhưng mà dì phải hứa với con là đừng có nói cho ai biết chuyện này hết. Tất nhiên, nếu như để vợ con biết nó sẽ tức chết. Thưa anh Long nhỏ, thưa bà ba, đám ký giả muốn mời hai người chụp hình chung à? Chụp hình được. Đi thôi. Dạ. Sao gần đây Mét lại đối xử với bà ta tốt như vậy? Hai người họ suốt cuộc đang làm cái gì chứ? Nè. Cảm ơn. Mọi người có xem tin trang bí mật chưa? Bà ba đột nhiên đi dự tiệc của bên phòng 2 khai mạc dự án thôn nghỉ dưỡng đó. Thấy rồi, bà ba còn rất phong lưu nữa mà. Lúc chụp hình nó còn không ngừng dùng tay đẩy bà mập Giang Phi. Hèn chi bộ mập của bà mập đó đen thùi lùi à. Ý, nhưng mà hạng mục này là do phòng 2 phụ trách mà. Tại sao bà ba lại xuất hiện vậy? Bà ba ngày trước cũng có tiếp nhận hạng mục đó mà. Bà ta đi dự cũng là bình thường thôi. Theo tôi thì là dành công lao đó. Không chừng sẽ xen vào hạng mục đó luôn cho coi. Đương nhiên không phải rồi, mọi người quên rồi hay sao? Bây giờ có bà Tư xuất hiện rồi, mỗi lần mà người mới xuất hiện ha, những người cũ đương nhiên sẽ tự chuẩn bị cho mình mà thôi. Nhưng mà Mia quý giúp không có ý tranh giành với họ mà, có phải là tự họ nghĩ nhiều không? Có thể là không nói cho em nghe đó. Rốt cuộc anh ta và bà Cindy đó đang làm chuyện gì? Nếu mình trực tiếp hỏi anh ấy sẽ không nói. Ủa, sao không ăn đi, em nhìn anh làm gì chứ? Không có gì. À phải, sao hôm đó lại nói bà Cindy đó đi chung vậy? Do dì Cindy lúc đó cũng tiếp nhận cái hạng mục này, cho nên tiện thể anh kêu dì đi chung với mình thôi. Nhưng anh cũng không cần phải đột nhiên tốt với dì ấy. Ba chúng ta luôn hy vọng gia đình hòa thuận mà, nên đối xử tốt với nhau đó, anh làm cho ba coi thôi. Đúng là như vậy sao? Hay là anh và bà Cindy đó có chuyện gì không thể nói với em, có phải không? Không có. Đương nhiên là không có rồi, đừng có nghĩ bậy mà. Tới giờ anh phải đi rồi. Ê, đồ ăn chưa ăn hết mà, anh đi đâu vậy? Bà mới nhắn cho anh, hình như có việc gấp đó. Anh phải đi gặp ba mà, em ăn đi ha, ăn luôn phần của anh đi. Ba nói đi bàn chuyện làm ăn ở Đài Loan mà. Không lẽ nãy đi gặp con Thiên Nga đó? Dì đừng kéo dài thời gian nữa, con khó chịu lắm, con sắp chịu hết nổi rồi. Trời ơi, trời đang sáng đó không che được đâu, sao đưa con được để người ta thấy thì không tốt. Lâm Lực Sĩ, anh đúng là đi chung với bà Mập đó, anh đối xử với em như vậy sao? Con nói má của con không đi nhường cho dì đi rồi, còn cái lễ khai mạc đó dì cũng muốn đi luôn. Cái gì con cũng nhường cho dì đi hết trơn rồi, dì không chịu tha cho con sao? Dì nói không được là không được, nói sao thì dì cũng là mẹ con đúng không? Dì không được, không được, không được. Cái gì mà không được chứ, con làm cho dì hết trơn rồi. Đưa cho con đi, đưa cho con, đưa cho con đi. Lực Sĩ làm cái gì vậy? Đưa cho con đi. Ngừng lại, hai người đang làm cái gì vậy chứ? Bà xã, bà Mập, rốt cuộc hai người đang làm cái gì vậy? Anh cũng có lỗi với em đó, anh dám phản bội em, làm việc bậy bạ với người phụ nữ này hay sao? Ngừng lại đi, con nói cái gì làm việc bậy bạ, con nói lại đi. Đúng đó, anh với dì Cindy không có làm cái gì hết, em hiểu lầm rồi. Em không hiểu lầm. Nếu hai người không làm những việc bậy bạ đó, tại sao lại phản bội em như vậy chứ? Anh còn nói bà ta cho anh nữa, em nhất định xin nói với ba. Bình tĩnh lại, con đừng nói cho anh Huy biết, dì sợ con đó, sợ con luôn. Trả điện thoại cho con. Cái gì mà võ sĩ chân này, con tự đi giải thích với vợ con đi. Như vậy đi, tạm biệt. Võ sĩ Trân đi. Anh biết anh ta là ai? Thật ra anh chỉ là võ sĩ Trân đi.
Anh nói cái gì, anh không phải đã nói rồi sao? Lần trước điện thoại bị hư nên không chứng minh được, lần này có chứng cứ đó. Này em coi đi. Anh chính là võ sĩ Trân đi. Anh đã nói với em rồi, tại em không chịu tin anh thôi. Nhưng mà sau này xảy ra nhiều việc như vậy, anh cũng không biết nên nói làm sao nữa. Nói trọng điểm. Anh nói tóm lại là anh không muốn em càng ngày càng bị mẫn võ sĩ Trân đi, nên anh đã quyết định anh phá hoại hình tượng võ sĩ Trân đi ở trong lòng của em đó. Chỉ cần đem bán cái điện thoại này thì võ sĩ Trân đi sẽ biến mất mãi mãi ở trên thế giới. Trời ơi, ai ngờ điện thoại đang rơi vào tay của dì Xin đi. Có nghĩa là anh đã chửi em là bà mập đúng không? Em nghe anh giải thích trước đã. Anh là đố kỵ võ sĩ Trân đi. Anh đi chết đi. Anh à, anh có phải đợi em lâu lắm rồi không? Không có lâu. Anh à, anh bị chị dâu đánh có đúng không? Không phải, là do anh tự té đó. Em à, đột nhiên anh kêu em cho anh ở nhờ, có làm cho em bị bất tiện hay không vậy? Không đâu, bây giờ ở nhà chỉ có một mình em thôi à. Lúc trước em bị đuổi ra ngoài, anh cũng cho em ở nhờ mà. Cảm ơn nha em trai. Anh em với nhau mà khách sáo gì chứ. Thật ra thì anh không muốn làm phiền em đâu. Ai ngờ khi anh tới khách sạn, nằm ở trên giường ở trong khách sạn đó, đối diện với bức tường, anh thật là cảm thấy rất cô đơn, rất vắng vẻ. Anh lạnh lắm. Nè, chúng nay anh ngủ chung với em đi, sẽ không lạnh nữa. Được đó. Anh à, em muốn hỏi anh nha, anh với chị dâu xảy ra chuyện gì mà lại đuổi ra khỏi nhà nghiêm trọng vậy? Cũng chỉ vì ba chữ thôi. Ba chữ nào vậy? Cái bà mập.